Đây là Nguyễn Chí Thanh, 33 tuổi, ở phường 4, quận Phú Nhuận, vừa bị anh Nguyễn Văn Minh Tiến, 40 tuổi, ở quận 12 và Nguyễn Quang Vinh, 18 tuổi, ở huyện Hóc Môn, giao cho công an phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, lập hồ sơ điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 25 tháng 9, 2014, T, 23 tuổi, nữ sinh viên trường Cao đẳng Bách Việt, đang đứng nghe điện thoại tại trạm xe buýt trên đường Hoàng Minh Giám, khu vực gần công viên gia đình phường 3, quận Gò Vấp. Khi đó, Thanh đi xe tay ga Attila màu trắng biển số 53R99413 tới dựng gần trạm xe buýt rồi đi bộ tới gần để giật điện thoại của nữ sinh viên này. Ngay lúc đó, do chứng kiến và theo dõi đối tượng nghi vấn từ trước, anh Nguyễn Văn Minh Tiến và anh Nguyễn Quang Vinh chạy tới gần trạm xe buýt khống chế Thành, bàn giao cho công an phường 3 quận Gò Vấp điều tra làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Thành đã khai nhận hành vi cướp giật điện thoại của nữ sinh viên. Công an phường 3 quận Gò Vấp cũng đã ghi nhận lấy lời khai của nữ sinh viên là bị hại trong vụ cướp giật. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.